Vâng, vâng, vâng. Và bây giờ mình sẽ vào phần trợ thủ. Bây giờ mình sẽ mua con gấu chó này. Mua. Ủa sao con gấu mình, ủa sao con Ủa gấu sao mình, mua 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 rồi vô chợ thủ xong ủa có ra? sao con gấu này Tại xấu quắc vậy? tại vì em chưa lên level. Không, con gấu Tôi thì xương kiên lắm, sọ tôi thì kiên mà. nè. Ôi ôi cưng quá rồi, bún xí mùi coi coi, đừng có gãy đít nữa. Thôi đừng gãi đít nữa mà. Ok, bây giờ mình sẽ vào. À, tên hả? Con tờ rấu. Mình sẽ đặt tên con gấu này là con tờ rấu nha các bạn. Ok, các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe cho kênh AS Mobile được đẹp trai nha các bạn. Tên hay không anh em? Tờ rấu, đúng hay luôn. Đấy, Cho nó ăn này. tờ rấu. Con kia là con tờ rật, con này con tờ rấu Hết. đó. Đó thôi, như vậy là tờ rấu đã thuộc về đội của mình. Bây giờ mình sẽ mang theo sau đó là mình cho ăn ăn cho cái ngập cái mặn họng của mày đi, ăn cho ngập mặn họng đi, ăn đi ăn đi ăn cho cố vô, ăn đi. Level 6 luôn, kỹ năng level 7 luôn, cho nó ăn ngập mặn họng luôn, ăn cho ngập mặn họng đi, ăn đi ăn đi, nhai đi, nuốt đi, nuốt. Ok, như vậy là con tờ rấu của mình đã trưởng thành. Và bây giờ mình sẽ đem cái con xương xương này đi. Đó. Ủa, mắt cúp xương xương nè. Trời. Trời, dễ thương quá. Đừng có gãi đít nữa coi. Mẹ ngứa đít lắm hả? Con này dễ thương hơn. Con này dễ thương hơn. Ê, con này đi. Mình sẽ đem con này nha. Con này là tờ rấu của mình. Nhìn dễ thương cực kỳ luôn. Này, nhìn coi nó gãi đít nè các bạn. Đây. Gãi đít đi, gãi đít hay quá, gãi đít hay không em, thấy kinh không, gãi đít ngứa đít là gãi liền. Tờ rấu, đúng rồi, con này là con tờ rấu đó. Như vậy bây giờ thì mình sẽ vào team của mình và mình đi test cái con tờ rấu này đó. Ba mì, ủa ba mì chưa có tờ rấu hả? Ba mì như củ cải. Không, có rồi, từ 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 từ. Trang bị đi em. Đem sao, đem sao? Pú lồ, pú Trang bị lồ. mà. À chó. Pú lồ. Đem con Đâu tờ chưa rấu. mua. Chưa mua. Đó. Đây. Ăn kem nè. Ui, tờ rấu biết ăn kem nè. Bên đây, ok. Ui. Chó. À chó. What the? Rồi, What mình mua đi lại. the? What the? Mua lại đây. What the? Không ai mời luôn chứ. Con gấu của mấy người có biết được như vậy không? Làm sao biết được như vậy? Coi nè. Là What the? Ui, hay con da gấu của con bỏ con xấu đấy. Bố em đẹp với thế mà anh bỏ xấu What rồi. the? Tôi đi trông kinh lắm. Đèn đen rồi, ra xì kìa. Ui. Ôi, gấu chưa tắm nhìn à? Con gấu của mi là Đèn gấu đấy. ác rồi, con gấu, con te. Gấu mà có bộ xương luôn. Gấu ác. Gấu này đi dự lễ hội Halloween là top top 1 hóa trang luôn á. Ừ, gấu hóa trang. Cục cưng của tôi đó. Tờ rấu ơi, ui con tờ rấu chạy nhanh chưa? Ui tới đây tờ rấu ơi. Múa nào. Múa múa nào. What the? What the? Gào được gấu này. Tờ rấu ăn của kẹo. Mi đặt ra cục ăn cưng kẹo. kìa. Phải cái cục cưng. Cục cưng của em mà. Ôi. Con tờ rấu. What the? What the? What the? What the? What the? Cái đậu xanh này không có ăn được, con chó là phải có một con. Đúng rồi. Ôi chạy ơi dễ thương quá. Bây giờ vào để hát nè, trong này có 4 người thôi. Trái tim mình như đã ngừng đập. Trái tim em ngừng đập. Hai đứa mình ngừng đập và hai đứa mình xuống lỗ. Cảm ơn Trúc Ngô nha. Xuống lỗ hay xuống gì cả không? Đổ, xuống hát xuống đi đồng. Anh em donate nè. Hát đi anh hả? Ừ, anh hát dở lắm, hát một tí nữa là mọi người đi hết trơn luôn. Còn từ từ khi đem con tờ rấu này vào nữa, cảm giác bắn gà vải ra. Chỉnh nút rồi các bạn. Tất cả là tại con tờ rấu. Tất cả là tại con tờ rấu này nè, chắc luôn mình nghĩ là tại con tờ rấu nha.
level 50 bên tay trái mình nha, tay phải mình nha. Ok luôn. Không sao vào được nhà này. Đồng. Tất cả bơi hết vào đây. Thôi rồi, tụi chơi hết rồi. Tụi chơi hết. Bọn chưa nó chứ. Mà chưa có hàng đâu, chưa tụi có đi, hàng. Tụi chơi luôn. Đi nào, nhà tiếp theo nè, đậu xanh. Nghe kìa nó bắn kìa, nó bắn kìa. Nhà tiếp theo nè, 1 2 3 nhanh quá. Ok, nhanh quá. Đi cứ tập đi một hàng. Mẹ. Yeah. Làm được nhau. Làm gì được nhau. Chuẩn bị nè, hài quá quá. Chơi nó nè. Chơi ơi, cái gì? Ôi tóc biến. Dịch chuyển tức thì kìa. Rồi chơi tiếp nhà tiếp theo là nhà này. Kệ nó nhà này nha. Nhà này. Lên. Yeah. Lên nè. Trên lầu. Nhưng mà hết đạn thì sao? Một thằng. yếu một máu. Xong kêu. Không ai bắn phụ luôn sao vậy? Trời cái gì? Ơi. Tôi bắn nhiệt tình luôn ấy. Tôi cấu rỉa cho mà. Tôi là cái người tiếp tục nè, tôi bắn cho. Ơi nó đây nè. Lên nè. Nó vô. Nó vô. Ok mọi người ơi. Không. Chơi nó. Chạy. Chạy. Cửa sổ đâu? Ôi. Đây biết không kìa. Đậu xanh nó. Chạy đâu rồi? Mía mà chạy đây. Chạy. Chưa chết hả? Chạy. Chưa chết nè, đậu xanh. Xong chơi trộm. Xong ở đây. Chưa kịp hồi máu luôn á. Còn không? Đậu xanh, đậu phộng, đậu đũa, đậu đen, đậu hà lan, đậu hũ, đậu ve. Chắc là bọn tôi sợ ngay. Dù bọn tôi đã mất một thành viên rồi. Vâng, thì chúng ta cũng rất là hên. Vì đã mất một thành viên yếu nhất trong team. Nên là chúng ta không sợ gì hết. Yếu nhất trong team. Đúng không anh đi? Không đúng cái nào cả. Đúng không anh đi? Không đúng hả? Không. Ok anh đi. Okay, bọn em sẽ trả thù cho anh. Anh yên tâm. Ok. Mọi thứ để bọn em lo. Bi là chỉ chết đầu sọ thôi. Anh Bi cứ tạo ra những cái skin mới lạ không à? Trời. Huy hiệu thọ săn kiếm đạn. Tử ly bô lô ơi, cho tôi cái đó đi bô lô. Cái đó đọc đúng đi chứ, sao cái đó là cái gì? Cái này là nâng giáp bô lô, tôi còn một chấm giáp bô lô. Đồ chơi người lớn. Không phải đọc cho đúng cái đó đó đó. Cái đó là cái gì? Ô tôi bị bắn bô lô. Đi ơi, hết nhạc. Nhà nào vậy? Đâu nhạc. Nhà bên trước mặt nè. Nhà lầu này trước mặt nè. Ok. Ui nó đứng ở chỗ cái ok giờ lên luôn. Bờ tường cậu. Bờ tường nào. Nè một đứa đó đang bắn đó. Anh bờ tường. Bờ tường nào? Bờ tường thua ai áp. Biết khẩu sọc quân này không? Biết khẩu sọc quân này là đây, nhà bên này. Khẩu sọc quân này là nó bá chủ thế giới không? Đây nữa. Đạn tiểu liên. Tốc độ khẩu sọc quân này là trên lầu. Ok. Lên đi. Từ từ nha, lên chung. Nhảy xuống à. Biết khẩu sọc quân này là bá chủ thế giới không? Khẩu này nào không? Đầu xanh, đầu hồng, đầu đũa, đầu đen, đầu hoa lan, đầu hũ, đầu vẽ ơi. Nhào vào đây hết đi. Vào đây hết. Cứ thoải mái vào đây. Kinh không? Thôi. Cực kỳ lông hiểm luôn. Cứ giết được một thằng là cái con gấu nó cho mình 10 máu. Nè nhìn cái mặt nó kìa. Nhìn cái mặt nè, ngươi đít gãi cái coi. Gãi đi. Đó. Mẹ. Gãi nè, chạy đi chỗ khác đi. Gãi đít. Nó gãi đít trước mặt tôi luôn chứ. Đậu xanh, đậu phộng, đậu đũa, đậu đen, đậu hà lan, đậu hũ, đậu ve ơi. Chứ cái con này báo này nhoi quá. Nhoi. Ê, có con gấu sau lưng cậu kia, nó đuổi theo cậu kia. Xe ra. Đuổi cậu kia. Xe ra nha. Đó.
đứt rồi, gấu ngu rồi. Rồi ngu luôn rồi. Rồi xong nó bỏ nó gãy. Đứng nó gãy đít. Đứng gãy đít chứ. Rồi. Khốn nạn thiệt. Gấu chẳng làm được gì ngoài việc biết gãy đít thôi. Ui gờ rồi già. Ngon rồi. Cú này thơm kèo thơm râu rồi. Rồ giá. Không làm được gì chỉ ngồi gãy đít thôi các bạn ạ. AK, chỗ này sẽ dùng AK. AK. Trên đây có người. Bắn. AK. Ông người. Gì đây, tính nhảy nhảy cái gì như củ cải vậy trời. Ê bên này có người, bên này có người. Liều, liều. Chỗ nào? Liều, liều. Cái radar nó mới. Liều liều hướng 150 nè. Ok. Ừ. À, nó chạy kìa. Ôi, tôi đâu thấy vậy, mình không nhìn thấy. Dựng bom keo chưa? Chẳng 65 à. Dựng rồi. Chẳng 65 à. Ừ. Đây, đây, thấy chưa? Đây vẫn còn. Ờ, bây giờ mới thấy nè. Kìa, nó vẫn còn trong cái radar kìa. Đâu? Chạy kìa, chạy kìa. Chạy kìa. Chạy ngay đi. À, chạy được. Rồi, 30. À, ngay chỗ 30 luôn á. Vâng. Ủa, bên kia có luôn kìa. Chắc là chạy được ngay. Đâu rồi? Trên đồi. Ui. Đâu rồi, đâu rồi. Bên kia cả tem luôn á. Bốn đứa. Bốn đứa. Diễn sử một đứa đi. Đâu ta? Đây, mi. Đâu biết đâu. Đang kiếm nè. Ai bắn vậy? Tiếng ai bắn đột đột vậy? Anh bắn nhữ địch mà. Đâu rồi? Hay là tiếng còn không? Ai vừa. BNS kìa. S ơi, S ơi. Help me. Đây đây. Rồi nha. Lù đi bắn được, lù đi. Bắn được, bắn được. Để tôi. Chính rồi. Đâu okay, mới sợ. Đâu nó đâu, nó đâu. Bom keo kìa. Lên luôn. Mấy đứa vậy? Lên đi, tôi cover. Kìa. Cùng một. Ê, chảo không mực thì chính xác của nó, chính xác quá. Chảo không à. Ừ. Yếu một rồi. À, bắn đi em, bắn lên gốc cây đi em. Yếu một keo. Kỳ yếu luôn. Ủa? Nóng hại rồi. Bẻ đầu rồi. Cứu đi. Đu lên. Từ từ cậu ơi, từ từ follow ơi. Ok. Tôi còn không. Đi rồi. Lâu. Mày thì lâu. Biết lâu. Ai không? Lâu. 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 Láo như con cáo. Nhiều quá trời nè. Biết tôi tốn bao nhiêu đạn để giết mấy người không hả? Tốn quá trời đạn luôn. Ui, nhầm súng rồi. Ừ, ở ngoài đó có ai lấy đâu mà la. Đúng rồi. Polo cũng là, Polo là con người như vậy luôn á. Tu qua kia. Thiếu gì ông bà mày anh cho nè. Ừ. Thiếu gì không? Chắc đủ rồi. Không anh. Anh nghĩ em còn thiếu mà. Ừ. Thiếu một thứ rất thiếu quan trọng. Thì đi theo anh. Không. Mau lên. Xách cái váy lên. Đây đây. Ok. Không có váy nhưng mà. Hello, chào tất cả các bạn nhé. À, tôi kết bao nhầm cùng với quần ra. Cùng với quần mà đi. Anh AS bật hát chào. Bật hát đâu mà bật hát. Ủa, sao mọi người đi hướng vậy nè? Đây nè, anh Lucas nè. Polo làm cái quần gì đấy? Polo kiếm hai like em. Ừ. Dạo này Polo thiếu thốn hai like. Chắc là bị bay game rồi. Polo bay game rồi, ngon rồi. Ừ, Polo bay game rồi, hay quá. Polo rồi. Tôi không ngờ là cậu lại bay game luôn á.
Đâu có lô tắc mít kìa. Phú lô tắc mít rồi nha các bạn. Quên lô không tôn trọng team anh tắc mít làm gì. Không đâu, nói team nói thì nó mà không trả lời luôn. Trời ơi, tôi chỉ đổi nền tảng thôi, khổ. Thôi đi, đổi nền tảng phải tắc mít hả? Đậu xanh thôi đi. Không ngờ, không ngờ. Rồi, như vậy là các bạn chỉ thấy một bom keo trên màn hình của mình thôi nha. Còn ngoài ra các bạn không thấy phím nào hết nha. Ý cái con này nó có nơi trên đầu rồi đúng không? Con này nó có cái cục ngu trên đầu đó em. Anh thấy nó ngu nãy vừa rồi đó. Ồ, nó chạy, nó nhanh, chạy nhanh quá trời, chạy nhanh luôn kìa. Ui. Nhìn nó ngu không? Nhìn nó khả đích nè. Nhìn con em nó khả đích nè. Ok, nó lắc kìa. Ui. À, con nó khả đích nè. Khải, dám chiêu à. Nó đi rồi kìa. Có con gấu ở mua mông mi kìa. Đúng rồi ha. Đúng rồi. Ủa? Đúng rồi gì? Sao con gấu nghe đích em kìa? Em có gấu kìa. Quay cái mông ra. Quay cái mông ra. Ui. Ui, hèn gì gấu này nó ngứa đích. Rồi hiểu. Là có nghĩa là có một con gấu nghe đích của bao mì. Thì con gấu, hèn gì con gấu mà đi theo mình nó hay bị ngứa đích. Sao cãi? Hay quá. Em nói gì đây, gấu đích đích cái này. Thôi đi, cậu Iris. Hết, toàn bậy thôi. Mình ảnh hết phím xuống rồi nha các bạn. Ảnh hết phím xuống rồi. Như vậy là các bạn có thể nhìn thoải mái hơn. Rồi tí nó bấm lợn sang ngầu, không biết cái nút nào. Ừ. Có một keo cho ba mẹ. Em 1, 2, 3, 4. Nhiều quá. Trái rồi, anh lấy không? Không. W không, chừng này mình sẽ không. Anh ba trái. Ôi, chứ cái khẩu nó vô lên rơi. Thích lấy khẩu Ska sấy quá các bạn. Thôi nhưng mà lấy Famas sấy. Ê, cái gì vậy? Ui, cái gì vậy? Đó đúng rồi. Cái gì đây? Cái không, kết quả của việc ẩn hết mic đó cậu. Ẩn hết phim. Rồi xong luôn. Cú lồ ơi. Đấy. Cậu đâu vậy? Tôi đây. Cậu đâu vậy? Bố lồ, ở đâu vậy bố lồ? Ui, lát. What? Cái gì đây? Ở đâu vậy bố lồ? Ui, rõ ràng mình nhảy cái... Đùng. Đâu vậy? Nằm một đống nó sau cái tường á. Cái tường mình hướng nè, bà chạy. Kho giữa. Xà này đi. Đâu vậy? Kho giữa đâu? Bức tường sau tường nè, rõ ràng thấy nó sau tường bên này nè. Ủa sao tự nhiên rõ lý do là sao mình nằm. Thôi ta? Cậu đi, trên đồi kìa. Tự chảo hết trơn, sao gần cái gì? Xém chút nữa chết rồi. Cái gì mà tao nghe chảo thế này? Mia. Thật là thông minh quá đi. Ui, từ, lãng phím. Lâu màn hình. Ôi, cái gì? Thôi đi đây. Nó bị cong rồi kìa. Móc kìa. Hướng cầu quá ghép, cầu. Đâu? Đó, phải kìa. Gốc cây vô kìa. Anh cho em kết bạn với em đi á. Thua nè bạn bè, thua. Không thấy. Bắn đầu với trưởng luôn á. Đầu á nha, Famas bên kia, Famas á. Vô bò. Ui, đốt lửa một mình. Ôi, không ngờ luôn á. Cái bói, ui, đốt hết trơn rồi. Ui, thì ra. Tưởng đâu mọi người ơi, tới đây đốt lửa. Nghe mãi là anh em, thề luôn. Không nói gì luôn mà. Không nói gì luôn. Tại là anh đang bắn rồi. Thôi đi. Con nó thiếu sao quá, bây giờ hết máu hay sao. Ngờ luôn, đốt luôn. Hết máu, anh cho máu nè. Máu nè. Ôi lấy bao nhiêu bình nè, đồng đội mình đang ít hết máu rồi. Thôi nghỉ cho mình thôi. Có bên phải kìa. Bên phải à. Chạy bên phải kìa. Được nha. S sao bắn đầu thấy mẹ. Cây. Không biết nó bắn giết nó đầu. Giết nó một màn là cứ 10 máu. Chạy ngay đi, chạy đi. Chết.
đâu vậy? Hình kính với cả ô tô. Ô tô. Đùa. Đùa với AS Mobile hả? Đùa với cái tem này hả? Hết đạn trời rồi, đậu đi. Xanh. Ui. À đúng rồi, không? Hộp rồi. À đúng, khẩu tính. À đúng. Để tôi. 5 1 rồi. Ai giờ? Chết rồi hả? Chết rồi. Ôi, tấn công, bom mình lấy cái bảng này, Đây, đúng rồi, cái này là rất là lợi thế. Đây, bên hướng 255 xong mấy cục đá. Cho nó lên đi, tôi sẽ rải bom nguyên tử vào người nó. Chắc là chạy được ngay rồi, bom mình là bất tử rồi. Tôi rải bom nguyên tử vào người nó. Ôi, Polo ơi. Theo nó yên tâm. Ui, bể đầu. Bao mì lấy súng bắn máu bắn anh này. Nè, bắn anh. Đang đó. Qua từ từ lấy súng bắn máu đi. Đó, đây nè, súng bắn máu nè. Ôi, lượm được. Đi xuống xíu mới lấy được. Cứ hộ máu đi. Rồi, ok, để tôi. Ok, tôi đây. Ôi. Buông bom mà. Để tôi polo. Tôi buông bom. Trong nhà này đấy. Ờ nó chạy đâu. Ui, tôi 120 máu của tôi hay của nó vậy? Của tôi hả? À đây, chạy đi đâu. Thôi, từ. Rồi, hồi máu, hồi được 20 máu luôn. Ui, con gấu như là củ cải vậy thề luôn. Gấu này gấu ngu rồi. Hồi cái củ hồi mà mềm mềm đi. Giải. Ôi chó. Kinh không anh em? Quá kinh. Ui, Polo cả S hết trơn luôn. Cay thiệt. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.